Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một cái kèo whitelist. Chúng ta sẽ có cơ hội mua được IDO của dự án Myteria, một cái tựa game NFT có thể nói là đồ họa rất đẹp. Đấy, và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ và các cái điều kiện để các bạn có thể tham gia trong cái đợt whitelist lần này. Thì cái đợt whitelist này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta mua ở trên Kickstarter. Thì điều kiện đầu tiên để các bạn có thể mua được cũng như là tham gia được các cái kèo Europe ở trên Kickstarter thì chúng ta sẽ cần phải hold đó là 2000 cái đồng token Kai và 20 cái đồng DeKai và 2000 cái đồng Kai. Đấy, thì mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn tham gia IDO ở trên Kickstarter và hướng dẫn cho các bạn mua Kai và DeKai ở trên cái ví Honest. Thì các bạn có thể xem lại cái video này của mình nhá để chúng ta tham gia. Còn nếu những bạn nào mà chúng ta đã tham gia hai cái kèo trước của mình rồi, cái kèo 9DMT rồi và các bạn cũng đã hold Kai rồi thì hôm nay tiếp tục các bạn sẽ tham gia cái kèo này nhá. Đấy, một cái tựa game nói là được FOMO rất là nhiều và cũng như là đồ họa mình đánh giá rất đẹp nhá. Đấy, còn về cái độ uy tín thì nói chung là khỏi bàn rồi. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu thêm để chúng ta đầu tư thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link cái đường link white paper mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Còn giới thiệu đến cái dự án IDO ngày hôm nay thì cái đồng token này thì sẽ chuẩn bị mở bán IDO và sẽ có giá đó là một cái đồng Mira tương đương với 0,135 đô. Và trong kèo IDO thì mỗi suất chúng ta chỉ mua được tối đa là 50 đô mà thôi nhé. 50 đô, nếu các bạn trúng thì các bạn sẽ mua được 50 đô. Và 50 đô này thì chúng ta sẽ sử dụng 50 đô trên mạng KRC20 để các bạn có thể mua. Thì cái link Kickstarter để hôm sau chúng ta mua mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để các bạn chúng ta tiện cập nhật. Hiện tại thì kèo này sẽ chỉ còn 9 ngày nữa thì nó kết thúc nên là anh em tham gia sớm. Rồi, thì sau khi các bạn nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn sang cái giao diện ở trên glim.io. Thì kèo này thì ít nhất là anh em cũng x5 nha anh em. Đó, kèo này mình chắc chắn là ít nhất là các bạn cũng sẽ x được 5 lần tài khoản. Đấy. Rồi, thì đây các bạn sẽ, đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải login đăng nhập vào một trong các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là YouTube. Sau đó các bạn sẽ tiến hành điền cho mình các cái tên, đầu tiên là first name, rồi là last name, ví dụ như các bạn họ Cao chẳng hạn, Cao Nguyễn chẳng hạn, hoặc là Cao Văn A thì các bạn có thể điền Cao Văn A đấy, hoặc là các bạn có thể lấy một cái tên bất kỳ. Nói chung thì cái phần này thì nó không quá quan trọng, các bạn có thể lấy tên thật hoặc là một cái nghệ danh, tên biệt danh của các bạn cũng được nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái email vào. Email thì hôm sau nếu các bạn trúng whitelist thì nó sẽ thông báo về email. Tiếp theo ở phần country thì ở đây các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới cho mình và chúng ta chọn vào phần Việt Nam. Sau đó các bạn điền ngày sinh. Ngày sinh thì chúng ta cũng không cần phải đúng đâu. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ lấy ID Telegram. Thì các bạn sẽ vào trang Telegram này. Chúng ta vào dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào cái phần là setting, sau đó nhấn vào edit profile và chúng ta sẽ cần copy cái username này. Đấy. Sau khi copy xong thì các bạn sẽ dán vào đây và chúng ta nhấn vào cái phần notify và nhấn vào continue. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành follow làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow dự án ở trên trang Twitter này, rồi là retweet này, join vào cái kênh mạng xã hội này. Đấy thì các nhiệm vụ chúng ta làm khá đơn giản. Rồi, sau đó các bạn nhấn lại, quay lại, chúng ta nhấn vào Continue. Tiếp theo là cái nhiệm vụ Retweet. Thì bây giờ chúng nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái bài chúng ta cần Retweet này. Chúng ta thả tim. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần Quote Tweet. Thì hiện tại đây mình thấy cái lượng Quote Tweet khá là ít. Không biết là có phải là ít người tham gia hay không. Nếu mà ít người thì lại càng ngon. Cái tỷ lệ chúng ta trúng được nó sẽ lại càng cao hơn. Đấy, và hiện tại thì Kickstarter cũng là một cái nền tảng chưa phải là quốc tế lắm, chưa phải là nó global lắm, nên là các bạn có thể là chúng ta tham gia cái tỷ lệ trúng nó sẽ cao hơn so với một số cái nền tảng mà nó đã có IDO lâu đời đấy và đã phổ biến thì nó sẽ khó hơn. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay lại, các bạn nhấn vào continue. Các cái nhiệm vụ phía dưới thì các bạn tự làm nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành join vào các cái kênh Telegram và các cái kênh follow các cái kênh Twitter. Đấy, tiếp theo là đến ở cái phần này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chụp cái ảnh màn hình Kai Wallet của các bạn ở trên cái điện thoại, ở trên thiết bị điện thoại.
Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví Kai để các bạn thao tác thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải đủ điều kiện đã nhé. Đủ điều kiện tức là các bạn có đủ Kai này. Có đủ Kai, lượng Kai của mình là 2146 Kai đã đủ điều kiện này. DKai thì các bạn chỉ cần sở hữu trên 20 DKai là được. Nhưng mà ở đây mình hold luôn là 250 DKai. Đấy, để hôm sau lỡ swap hay là để làm gì nữa thì mình cứ hold ở đây nhé. Đấy, thì ở đây rồi, sau đó thì các bạn sẽ tiến hành chụp màn hình lại thôi. Chúng ta sẽ tiến hành chụp màn hình lại. Sau đó các bạn tải lên, các bạn nhấn vào phần này, chúng ta nhấn vào cái phần tải lên ở đây. Đấy thì mình sẽ upload cái file lên, hiện tại thì mình đã dùng máy tính và mình cũng đã upload vào. Ok, thì đây nó đã chụp màn hình ví của chúng ta này. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào phần continue. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví KRC20 ở trên cái ví Kai. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần nhận này. Đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví của chúng ta. Copy, sau đó các bạn sẽ dán vào cái phần này. Đây chính là cái địa chỉ ví KRC20 của chúng ta. Và các bạn nhấn vào phần continue. Tiếp theo nó sẽ hỏi các bạn là bạn có đang hold 2000 Kai hay không. Ở đây các bạn nhấn vào yes, continue. Tiếp theo là số lượng Kai mà hiện tại trong ví bạn đang có thì chúng ta sẽ ghi số chẵn thôi. Ví dụ của mình nhé, ví dụ ở đây của mình thì hiện tại mình có là 2146,18 Kai thì mình sẽ ghi vào là 2146 thôi. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào continue. Tiếp theo là nó sẽ yêu cầu chúng ta chụp cái số dư Kai của chúng ta ở trên ví. Đấy thì các bạn sẽ chụp ảnh lại cái số dư làm sao để nó hiện cái số dư Kai ở đây là được nhá. Đấy thì các bạn sẽ up lên. Rồi, sau đó các bạn sẽ lướt xuống và chúng ta nó đã có đây rồi thì các bạn sẽ nhấn vào continue này. Rồi, tiếp theo nó sẽ hỏi là bạn có đang hold 20 đồng DeFi. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào yes, sau đó nhấn vào continue. Tiếp theo là bạn có bao nhiêu DeFi ở trên ví thì mình sẽ xem nhé. Rồi, ví của mình thì có hiện tại có 250 DeFi tròn luôn thì mình sẽ ghi 250 vào và nhấn vào continue. Cuối cùng là chúng ta sẽ chụp ảnh lại màn hình cái đồng DeFi của chúng ta ở trên ví thì các bạn cũng sẽ chụp lại một cái ảnh nữa cho mình. Sau đó các bạn sẽ tiến hành up lên. Đấy, sau khi bạn tiến hành up lên rồi thì chúng ta sẽ quay lại và nhấn vào continue là xong. Đấy. Rồi, nhấn vào continue. Và cuối cùng thì nó sẽ hiển thị thêm cho các bạn một số cái nhiệm vụ nữa, ví dụ như là nhiệm vụ download này thì đối với những các bạn nào chưa có ví Kai thì các bạn mới download. Đấy, còn không thì các bạn chỉ cần nhấn vào, sau đó các bạn quay lại chúng ta nhấn continue. Rồi và cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì chúng ta có thể copy cái đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia để các bạn có cơ hội là chúng ta trúng được trong cái kèo IDO lần này. Và kèo này thì chỉ có 1000 suất random dành cho anh em thôi nhá. Nên là những anh em nào mà chúng ta tham gia mà trúng ấy thì các bạn hãy follow cái kênh của mình này. Ở đây thì các bạn có thể follow ở cái kênh MyTheria để chúng ta cập nhật thông tin. Mà nếu mà các bạn không muốn follow kênh này hoặc là chúng ta kém tiếng Anh, các bạn có thể thấy là trong này nó chủ yếu là đăng public cho cộng đồng nước ngoài nữa nên là nó chỉ toàn tiếng Anh thôi. Thì các bạn có thể follow cái kênh Europe CCA Channel của mình. Thì mình sẽ cập nhật lại việc sóc lại cho các bạn và cập nhật ở trong cái kênh này của mình. Ok. Và video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.